Chào các bạn tin nhanh 24/7. Mới mẫn BMW R1200Z Ready, mức giá là hơn nửa tỷ đồng. Cái phiên bản mô tô BMW R1200Z Ready vừa xuất hiện thị trường Đông Nam Á với những đường nét sang trọng, mạnh mẽ, mức giá bán khá chắc. Tại cái triển lãm mô tô Expo 2007 diễn ra Thái Lan, nhà sản xuất mô tô BMW Motorrad đã chính thức giới thiệu phiên bản mới BMW R1200Z Ready thuộc gia đình Z ở thị trường xứ Chùa Vàng. Mẫu xe này pha trộn những nét sang trọng mà vẫn đậm chất xe phiêu lưu, tạo ấn tượng rất mạnh với người hâm mộ. Và phiên bản Ready hứa hẹn sẽ tăng thêm cái sự thành công của gia đình mô tô Z có mặt trong suốt 36 năm qua. Xe được cho có sự kết hợp trải nghiệm lái êm ái và hiệu suất đa địa hình cực kỳ dũng mãnh. Cái sự ra đời của Ready còn được đánh giá là cái sự phát triển vượt bậc của gia đình BMW Z cho cái hiệu suất và tính năng tốt hơn với bản gốc nhờ những cải tiến vượt bậc. Sức mạnh của xe từ khối động cơ là vạn năng, kết cấu là hai xăng, làm mát bằng không khí và dung dịch với dung tích 1170cc, sinh ra công suất lên tới 125 mã lực tại 7.750 phút, mô men xoắn cực đại 125 Nm tại 6.500 phút. Xe có hệ thống ống xả mới, ngoài ra thiết kế đạt được tiêu chuẩn cao nhất là Euro 4. Chiếc xe này còn có chế độ lái năng động và đường trường, đem lại khả năng chạy đa địa hình là cực kỳ tốt. Cận cảnh đèn hậu của xe, phía sau yên ngựa có thiết kế là tay cầm. Cận cảnh bánh sau của chiếc Z Ready với những rãnh là khá sâu. Xe có đèn pha lớn và kính chắn gió cho khả năng chạy cái đường trường rất tốt. BMW R1200Z Ready có hệ thống che điện tử tùy chỉnh ESA và hệ thống kiểm soát bấm đường năng động DTC, đem lại an toàn tốt thậm chí ở độ cao. Ngoài ra, xe còn được trang bị công nghệ hỗ trợ khởi động leo núi. Phanh đĩa trước, cái cụm đồng hồ tối tầng, hệ thống chạy trước, bình xăng lớn và cơ bắp, ống xả hoàn toàn mới, tay cầm có ốp bảo vệ vân. Diện mạo bên ngoài của phiên bản Z Ready nhìn rất là thể thao, kính chắn gió cao, cái lớp chạy đa địa hình cùng với cái thùng đựa đồ, cùng với cái thùng đựng đồ hành lý phía sau rất hợp lý. Ở thị trường Thái Lan, Z Ready có mức giá bán cũng khá chắc, rơi vào khoảng 985.000 baht, tương đương là 687 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn bạn xem này rồi, kế tiếp nhớ like, share, subscribe.